Cái phần móng này thì là ở chỗ này, ở chỗ phần ở phần bên này là anh để bao nhiêu cái sắt đây như này ấy? Chỗ này anh để 4 cây sắt nhá. 4 cây sắt à? Đúng rồi. Thế là tất cả những cái phần móng chạy rằng chạy phần móng này là đều là 4 cây hết đúng không? Đều là 4 cây mà có đai hết. À. Con chào các ông các bà, con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cháu được xin được gửi một lời chúc tốt đẹp để tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục xuống cái nhà của hai ông cháu cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em thợ là làm tới công đoạn nào rồi cho tất cả các bác là cùng biết. Thưa các bác, Mạnh thì là mấy hôm nay là đi học, thì ra là ở trên đấy thì là cháu Đức đón vào chọn cháu Đức rồi ăn cơm, xong thì là hai anh em mới cùng nhau để xuống. Thời điểm này thì là Mạnh là mới vào nhập học cho nên là vẫn chưa học buổi chiều các bác ạ, và xuống thì cháu Đức cũng có trích tiền ra để mà mua là một quả dưa hấu để cho một tí mấy anh em thợ là khi mà ngồi nghỉ ngơi thì sẽ cùng anh em thợ là ăn một chút dưa hấu các bác ạ. Thời tiết thì vào buổi chiều như này thì rất là nắng nóng và rất là oi các bác ạ. Đấy, nhưng mà thời tiết như này thì cháu Lực rất là thích các bác ạ. Vì sao cháu Lực lại thích? Thì trời nắng như này thì là cái tiến độ để mà làm nhà cho hai ông cháu thì nó sẽ nhanh hơn các bác ạ. Thầy còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu của bác nhé. Nào đi nhanh lên nào Mạnh. Mạnh thì là mấy hôm nay là lên lớp chỉ có ngồi là ngồi nhập học thôi các bác ạ, và được các cô giáo là dạy vài bài hát thôi. Thời tiết ở dưới khu nhà của hai ông cháu được các bác này. Chỗ này thì là nó thấp hơn, thời gian là rất là oi. Đấy, cái cung đường này đi vào thì cũng không có lạ gì với lại các bác đâu. Mỗi lần mà cháu được đi vào thì cháu được đều là ghi hình cho các bác cùng biết là cái cung đường cháu được là di chuyển và đi như thế nào. Mấy hôm nay thì là trời vẫn nắng các bác ạ. Đấy, nhưng mà cái cung đường cháu được xuống thì có vài chỗ là bị sạt lở, thành ra là không có lấy được xe máy để mà đi vào. Thì để xe máy ở tít trên đường lớn trên kia, rồi thì hai anh em là đi bộ lóc cóc là xuống đây. Và nếu như mà sau này hoàn thiện nhà của hai ông cháu thì cháu Lực rất là mong sẽ được đón quý cô bác lên trên Hà Giang, và đặc biệt là hai ông cháu chơi cũng như là tham quan một chuyến cô bác nhé. Nếu mà các bác lên thì là các bác có thể là điện cho cháu Lực trước để mà cháu Lực là biết ngày nào các bác lên. Cái gì đấy hả Mạnh? Thiệt. Cái đấy là cái gì? Súng. Hả? Súng. Quay đây xem nào, quay đây nào. Cái đấy là cái gì? Súng. Súng à? Cái này là ai cho? Chú. Chú nào? Chú Lực cho à? À. Thế có muốn ở với chú không? Ừ. Nhìn đây xem nào, nhìn đây xem nào. Thế có muốn ở với chú không? Ừ. Muốn à? Rồi đi đi. Cho bé Mạnh ở với cháu Lực thì thời điểm này thì là cháu Lực là ở một mình các bác ạ, thành ra là có lúc là có công việc, thành ra là bận là đột xuất đi thì không có thể là nhà trông được bé Mạnh, nên là cho Mạnh là đi vào trường để ở bọn chú luôn. Và mỗi lần mà cháu Lực
lạch cho các nước Sài Gòn ghé qua trường để là thăm bé Mạnh và Hạt. Còn là bây giờ thì đến trường dưới nhà của hai cháu thì các nước sẽ ghi hình sau các bác nhé, và cập nhật cái tiến độ của mấy anh em thợ là hôm nay làm tới đâu rồi, xem là tốc độ của mấy anh em thợ là làm có nhanh không các bác nhá. Thời tiết thì là nắng ban ngày cho nên là những cái chỗ này này cô bác này là không thể mà khô được. Ôi, dê. Vậy nhìn từ xa thì có thể thấy là mấy anh em thợ đã hoàn thiện xong là cái phần bốn góc rồi cô bác. Chào chào chú nhá. Em chào sếp ạ. Sếp cái gì anh? Anh ơi, thế ngại không? Sếp không nghe à? À, chứ không phải là nói cho Lực đâu cô bác ạ, nói bé Mạnh thôi. Chào chào chú Toán nhá. Chào em. Chú Toán gửi một lời chào tới các bác nào chú. Chào cô chú và các bác ạ. Nào anh Phong. Cháu chào cô chú, anh chị, cháu chào ông bà. Chào các bác, các chị nhá. Hôm nay có vẻ tươi đấy không? Có tí rượu vào chưa ông? Không có đâu. Không có à? Để ông đi lấy dao xong là bóc quả đấy. Phơi nắng nhiều quá. À, phơi nắng nhiều quá, sắp say nắng đấy nhở. À, thời tiết thì là đến ban ngày của bác này. À, rất là nắng nóng, rất là oi nữa. Công việc của mấy anh em thợ là hôm nay là làm về những cái gì ạ? Anh nghe phòng. Mày anh xây thôi. Xây tường á. Xây rồi. Anh có thể nói cập nhật chi tiết hơn để cho các bác cùng biết được không? Bây giờ là hôm nay là cháu thành thật xin lỗi vì hôm qua hôm kia là cũng là nhà cháu cũng không may bị sạt lở ấy. Cháu công việc ở nhà thì hôm nay thì cháu lại cố gắng lại ra đây tiếp tục công việc này, mà ngày mai thì lại cháu lại phải di chuyển nhà. Xin phép cô chú anh chị là mai là cháu phòng sẽ nghỉ ở đây một ngày để cháu di chuyển nhà. Ngày mai thì là một mình anh nghỉ hay là cả chú Toán là cũng nghỉ anh để phụ giúp nhau không? Mai chắc cả chú Toán nghỉ về phụ giúp anh. Thế thì nếu mà công việc hôm nay anh làm tới đâu xong là anh dọn dẹp lại, xong là ngày mai thì có thể là bảo cả ông là đi hộ anh một hôm. Nhà của anh phòng thì nằm tít ra trên sờ đồn bên kia của bác này. Đây là hôm nay là xây 4 góc lên thôi hả anh? Vâng, anh lên 4 góc xong vào tường. Dế. Ui giời. Đây là phần cái nền nhà thì cũng được là mấy anh em thợ là tôn lên để cho nó cao lên rồi các bác ạ. Ở nhà của hai ông cháu thì sẽ không giống như nhà của Sử. Nhà của Sử thì chỉ có là một bậc thang lên thôi. Còn nhà của ba ông cháu là sẽ gồm là ba cái bậc thang lên các bác nhé. Cắt này hôm nọ lấy lên nhiều đấy mà bây giờ sàng được thì còn được có một ít thôi nhở? Đúng rồi, sàng về đổ xong rồi chỉ được bằng này thôi. À. Các chị với lại cô thì là ra để mà phụ vứa. Chị thì có xây được không? Chị có xây được không? Chị không biết làm đâu. Chị không xây à? Thế chị chỉ là phụ vớ thôi à? Trường chuyển việc thôi. Vâng. Mấy công việc thì là vẫn chưa có nhiều cho nên là mấy anh em thợ cũng chưa có dám là huy động là thêm người cả các bác ạ. À, mùa này thì là các bác cũng biết rồi ấy. Sáng nắng chiều mưa. Mà bây giờ thì nắng như này sáng vẫn mưa đấy. Vâng. Sáng ở đây thì có mưa to không anh? Có chứ, sáng ở đây vẫn mưa mà. Nhưng mà thời tiết này là oi rất là nhanh thời tiết này ấy. Anh sợ là bây giờ nắng thì tối nó lại mưa. Mạnh thì là mua cho quả súng và đồ chơi thì bây giờ là ăn hết kẹo rồi. Bắn bắt đầu chơi là nghịch nước rồi đấy. Đây là bây giờ trộn cho nó ngấm một tí xong là nghỉ tay ăn cúng quả đây anh. Vâng. Khi mà làm những công việc mà phụ vứa phụ hồ này các bác này, sự ra thì có một số các bác thì nói là đeo khẩu trang thì nó an toàn đấy. Đeo khẩu trang thì đúng là an toàn thật các bác, nhưng mà nó lại khó chịu, nó khó thở nữa.
Hôm nay thì ông phụ mấy anh em thợ là làm gì không? Hôm nay ông phụ mấy anh em thợ là làm về cái gì? Mặc không ta sợ khối bác. Ông thì là thời điểm này của bác này chỉ cũng là quanh những cái đồng ruộng này với lại thêm là xem trâu nữa thôi. Những lúc rảnh cũng không có biết là làm gì cả. Đây ở đây Lực cũng đã bảo ông rồi, ở đây là xem là mấy anh em thợ là cần những cái gì thì là có thể là bảo với cho Lực tiếp tục là mua xuống và xung hoạt thằng mua sai sao nhanh hơn. Ở bên này là khi mà gặp đội thợ xây nào cho Lực rất là ưng về cái cách làm việc là như thế này các bác này. Khi mà xây vứa lên thì sợ là lúc mà vứa mà chắc những cái phần này các bác này rơi xuống thì anh em thợ thì cũng đã dùng là cái bạc để mà hứng lại cái phần vứa rồi. Cái vứa này thì là mình hứng lại thì như thế này mình có bột đổ đi không anh? Không, anh vẫn lấy về trộn xây lại chứ em. Em tưởng là một tí đổ đi thì không có được đâu. Để. Đấy, đây, em biết vật liệu thì xa, cắt thì cũng xa, phải tiết kiệm từng tí một này. Đây là một hạt cắt thì nó cũng là những cái giọt mồ hôi đấy cô bác, những cái giọt mồ hôi của mấy anh em thợ là đi lấy về, mặc dù là mấy anh em thợ là không có bỏ tiền nhưng mà mấy anh em thợ là bỏ công sức. Đấy, nhưng mà cái sau này mà hoàn thiện cái công lao lớn nhất thì là của tất cả các bác, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là cùng chung tay để mà giúp đỡ được cho hai ông cháu. Ông bốc ra đó, xong là để cho mấy anh em thợ là cho nước vào đó. Nó ngấm đã anh nhở? Đúng rồi. Tí là mình nghỉ ngơi xong là chỉ cần việc là trộn là được rồi. Mày theo như là thời gian vừa rồi cháu được có biết về một chút trộn vứa của bác. Xay thì biết nhưng mà phụ hồ thì có thể là biết. Cao sạc. Sáng nay thì làm mấy giờ thì tạnh anh Phòng? Sáng nay 9 giờ thì tạnh. 9 giờ, thế là 9 giờ thì mấy anh em thợ là mới vào làm ạ? Đúng rồi, mưa cũng chả làm được đâu mà. Vợ của anh Phòng thì có vẻ là mồ hôi mồ kê này cô bác này. Như kiểu là vừa đi rửa mặt đấy, chị có đi rửa mặt không đấy? Và chị gửi một lời chào tới các bác ông chị. Đấy, công việc của nhà chị thì là bây giờ đã hoàn thiện là xong chưa chị? Chưa. Thưa các bác, vợ chồng của anh Phong thì năm nay cũng là một cái năm mà phải nói là thiệt hại rất là lớn về của cải lẫn cả là tinh thần nữa. Rồi để lắc thóng lắm mà lắc thóng lắc vác nhóc lắm mà chứ chẳng. Còn về cái phần gạch này các bác này, gạch thì là một thời gian thì để lâu quá, thành ra là nó cảm giác như nó bị nhòe một chút quá, nhưng mà cái chất lượng gạch thì nó vẫn không có bị ảnh hưởng gì cả. Có người thì người ta còn để cả năm rồi, xong là người ta vẫn lấy về để người ta xay. Mạnh đừng có lấy súng nước để bắn các chú các cô nhá, các bác nhá. Đây, ép thiệt cả. Đeo làn cám. Công việc cháu chứ mẹ nó tập tắt tập ví nọ phần móng các bác ạ, là bây giờ là chuẩn bị là lên tường rồi các bác nhé. Đấy, cũng có một số cô bác anh chị còn nói rằng là tại sao lại không có đổ cột đấy các bác, thì trước khi mà đi vào và làm nhà thì cháu Đức cũng đã nói rồi, ngôi nhà của cháu thì cháu Đức sẽ không có đổ cột nữa đây, nhưng mà thay vào đó thì cháu Đức là làm cái phần móng và rất là chắc chắn các bác. Cái phần móng này thì là ở chỗ này, ở phần bên này là anh để bao nhiêu cái sắt đây như này ấy? Chỗ này anh để 4
4 cây sắt nhá. 4 cây sắt à? Đúng rồi. Thế là tất cả những phần móng chạy rằng chạy phần móng này là đều là 4 cây hết đúng không? Đều là 4 cây mà có đai hết. À. Thế sau này lên tường thì độ tầm là lên tầm bao nhiêu thì là anh dùng sắt để mà khóa lại tường anh? Cái này mình lên 3 mét là thu hồi đúng không ạ? Vâng. Thì mình có lên độ 2 mét 6 7 gì đấy xong mình lại cho lớp sắt để khóa ở trên tường là được. Đấy. Cháu Lực không có để sắt. Cháu Lực không có làm cột nhưng mà lúc nào mà lên tường độ tầm là gần đến lúc mà thu hồi đúng không bác nhá, sẽ dùng sắt để mà khóa lại. Khóa lại tường với nhau. Anh rửa tay đi anh, rửa tay xong nghỉ ngơi ra đây nghỉ ngơi một chút. Đấy cũng đang trong cái thời gian mà đợi vứa nó ngấm đó, ngấm nước đó. Là mình yêu ý từ nó lắm này nó. Thì mày nếu xong phát. Đấy, ở đằng sau này thì là mấy anh em thợ là chuẩn bị là xây tới đâu thì là đều giải cái tấm bạt này xung quanh hết của bác ạ, để tránh những trường hợp là nó bị tốn vứa là nhiều. May là chỗ này còn có cái búi tre thế này ngồi mát mát đấy anh nhờ. Nóng lắm. Anh vừa đào xong vừa toát hết mồ hôi rồi. Đây là ăn quả đi. Thánh dưa hấu này. Dưa hấu nhiều lắm. Vậy thì là hôm qua có bị sạt xuống một tí nào nữa không? Không sạt rồi à? Đây là bao giờ mà làm xong cái phần xi này là vẫn phải san thêm nó thỏi. Quả đây em ơi. Vâng. À, mời em nha. Mày lấy cho chú một miếng nào mày. Lấy cho các cô nữa. Ấy à, trẻ nó mua thịt tí đấy. Dưa nếu mà để tủ lạnh một tí nữa là mát hơn rồi. À, xin mời các bác cùng mấy anh em nghỉ giải lao ăn chút dưa cho nó mát người một chút. Ôi ôi Mạnh ơi. Mạnh như kiểu là chưa bao giờ nhìn thấy dưa của bác ạ này. Chịu rồi. Ăn nhanh tí các cô ăn hết. Ăn chậm chậm thôi. Làm như kiểu là đói dưa hấu quá rồi. Như kiểu là càng nói là thấy Mạnh là càng làm càng ăn mạnh nhá. Nhưng mà ăn dưa thì đúng là rất là sạch các bác. Răng của Mạnh thì là thuộc dạng mà ăn xoài là không cần bỏ vỏ. Tí dính hết áo mới nhá. Màu xịt thì tôi đảo. Mày nhá. Mẹ mẹ quần áo quần áo nhá. Đấy, bẩn hết quần áo rồi. Ý là không ai giặt cho đâu. Mạnh là tầm mấy nữa là lên trên trường là biết là sẽ biết là giặt áo đấy. Bây giờ thì ở nhà thì vẫn còn có ông để giặt.
việc của mấy anh em thợ thì hôm nay cháu được nhìn thấy là lên bức tường là chỗ của bên chú Toán này. Thiết thế nào? Coi rồi ạ. À gần 1 mét rồi các bác. Đấy còn gạch thì là đáng nghe ra thì nếu mà như về thế đội thợ nào mà không có tâm đấy các bác, có thể là ném từ trên kia xuống này. Nhưng mà ném xuống đây thì sẽ thiệt hại gạch là rất là nhiều. Cho nên là các chị với lại cô là lấy cái gùi thì gùi từng cái viên gạch một để mà xuống đây. Mỗi lần gùi từ trên kia xuống thì đâu đó cũng được tầm 10 viên quay đầu thôi. Tách này còn nước không không? Hả? Tách này còn nước không? Có bị giò ở đâu chỗ nào không không? Không giò đâu. Không bị giò đâu à? Không có, chỗ đây chắc bây giờ còn mình nữa. Vâng. Có hôm thì là mấy anh em thợ là ăn cơm là ở đây luôn các bạn. Có những hôm thì mấy anh em thợ Nó không đi về nhà để ăn cơm. À không được nó. Bây giờ để đây. Thế đấy thì nếu mà ấy thì còn đun mấy lần rồi không? Chắc 2-3 lần nữa. À, thế là nên đổ đi được không nhỉ? Nó không ok nó ở đâu bùn. À. Nó thừa. Mạnh thì là vừa rồi là đang ở đây xong là chắc là chạy lên trên nhà khuyết rồi cô bác ạ. Mua cho cái súng nước thì chắc là lên trên là khoe với lại là khuyết rồi. Khuyết nó không ở. Khuyết nó không ở không? Vâng. Nên nó xuống đến cột điện này là khuyết phải thấy coi đi bên kia rồi. À, thế chắc là lại chạy lên trên rồi. Không phải thóc dưới. Cái gì không? Thóc à? Ông phơi thóc à? Vâng, nắng có chắc mai đi sắp thì... À, nắng này thì là phơi thóc tốt không nhỉ? Vâng, không phơi không có. Đâu, ăn rồi. Cái cây chuối này ông không cắt đi để mà ủ đi không? Vâng. Nó chín rồi. Nó bây giờ không rồi. Phải là chín nhưng mà nó được rồi, nó già rồi ấy. Vâng. Nó đủ rồi, ngay sàn nước rồi. Chị ông có một đàn gà nhỏ nó chạy ra kia như kiểu là gà rừng ấy. Bắn ngày không bắt được đâu. Gà của ông xác thành là gà rừng mất rồi. Không gà rừng, thấy nó bay thì... Sợ người lắm gà của ông ấy. Ồ, thế là ông phơi thóc là ở tận đây à? Vâng, phơi từ đây. Mà phơi bên kia. Đây là ông mang đi sắt à? Đi sắt. À. Đây thì bây giờ sắt được chưa ông? Bên kia được rồi, bên này sáng nay mới... À. Cái này cũng bên là trắng hơn nhờ. Trắng hơn. Cái để lâu xử nó. Mày một tí rồi. Nhưng mạnh là mày nữa lên trên học thì có phải là nộp gạo không? Hả? À. Mạnh ấy. Chưa biết được. Chưa biết à? À thế là thời gian này là vẫn còn chưa biết là cái gì đâu, chỉ là mạnh là đi lên lớp lên trường rồi đúng không? Lên trường học đến 3 tuần. Sao? Không đến mùng 5 tháng 9 đi mới biết được. À. Làm giấy xin được xem nó được cơm ở trường là được, giờ chưa biết đâu. Thế là bây giờ là thu ở bên này chưa hả ông? Vâng, bên này. Phải đến cái mùa này này cô bác này, nếu mà trời mưa mà cứ ẩm ẩm ấy, là mình đi vào những cái bụi cỏ rơm này, rơm nó bị phân hủy này, giấm này thì nó bị cái con vi khuẩn mà nó xâm nhập vào chân rất là ngứa. Cái bàn này chắc rồi.
Chỗ này là phơi mấy bao đây ông? Hả? Chỗ này là phơi mấy bao đây? Một bao thôi. Nhưng mà cái tôi thấy là lúa của nhà ông ruộng, những cái thửa ruộng đấy ông cũng thả nước vào à? Đây cho nó phơi nắng một ngày mai mới thả. À, khô quá. Thả nước xong mới gối đầm. Nay nếu mà đem đi sắt thì ông đem đi tận đâu để sắt? Nhà ông toán đi rồi. À. Đi đâu cũng xa bây giờ. Phải đi chần chừ. Đến cái thời điểm hiện tại này cô bác này thì là ông mới là thu hoạch thóc xong, cho nên là những phần gạo thì ông chưa thiếu mấy cô bác. Tại vì là mới thu hoạch xong thì là còn là gạo, nhưng mà đến độ tầm là mấy nữa thời gian này thì vào tầm là gần hết năm đúng không ạ? Gần hết năm thì là hai mà phải thiếu gạo là nhiều hơn. Em mong rằng là khi mà được các cô bác anh chị là mạnh thường quân giúp đỡ cho hai ông cháu thì cuộc sống của hai ông cháu sau này sẽ thay đổi về là mọi mặt. Thứ nhất là nhà cửa này, và thứ hai là cái cách mà ông phát triển kinh tế. Ở đây thì phát triển kinh tế là chỉ có gọi là chăn thả lợn gà này, cá súc gia cầm đúng không bác? Đấy, mong rằng là sau khi mà được các bác giúp đỡ một cái nhà rồi thì làm đó là một cái điều mà ông chưa bao giờ có cái ước mơ, cũng như là cái điều đấy ông dám nghĩ được, dám nghĩ ra. Hay nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là ông thì đã thực hiện là được một ngôi nhà rồi. Ước mơ của ông sắp thực hiện, sắp thành hiện thực thôi bác. Xin cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân trên kênh bạn em rất là nhiều, rất là hân hạnh khi mà hoàn thiện ngôi nhà hàng cháy sẽ được đón các bác là lên đây chơi một chuyến để cho biết các bác lên thì các bác muốn đi vào hoàn cảnh nào thì mình sẽ đưa các bác là đi vào hoàn cảnh đó. Đấy, rất là mong là khi mà các bác theo dõi những cái khi mà chúng mình chia sẻ lên các bác. Xin các bác là một lượt chia sẻ, thêm là một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh của cháu được là ngày một phát triển là lớn mạnh hơn, để sau này đi giúp đỡ được thêm là những cái mảnh đời cũng hoàn cảnh còn khó khăn trên là vực cao này nữa. Ở trong thôn làng này thì là người ta biết ông có nhà mới hết chưa? Ở trong làng này thì là người ta biết là ông có nhà mới hết chưa? Chắc có nhà chưa biết. Có nhà thì biết rồi. À, có nhà là chưa biết à? Vâng, có nhà cũng ở xa. À, nhà xa là không biết đúng không? Nó không đi lại đâu thì chắc không, chưa biết. Thế nhưng mà ông có thấy là may mắn không khi mà ông với lại Mạnh là sắp sửa có một cái ngôi nhà như thế? Có rồi, có là không may mắn rồi. Vâng. Thế là bây giờ ông phơi xong chưa ông? Phơi xong. Phơi xong thì ông cháu mình đi về đi, xem là mấy em thợ là làm tới như nào không? Chứ ở đây thì nóng quá không ạ? Hôm nay thì cái người cùng họ cái ông bác kia là mất rồi, chết rồi. À. Nếu mà tối phải đi bên kia. À, thế là tối là ở làng này là có người mất hả ông? Người mất ở bên kia cùng gần nhà bà trẻ kia. À, thế là tối nay ông ra bên kia à? Phụ người ta à? Bây giờ nó sáng nay từ 10 giờ nó mới mất rồi, chết rồi. Nếu mà già chứ ông? Già rồi. Hơn tuổi ông à? 70 tuổi. À. Thế là cũng đến tuổi mà gần đất sạt, gần gọi là gần tuổi 90 rồi ông ạ? Nó ốm lâu rồi. À, ốm à? Vâng. À, thế là bị bệnh rồi đúng không? Bị bệnh nó chân sưng bùng sưng. À, thế là cũng là hàng xóm của ông đúng không? Nó cùng hỏi. À, thế ông không vác thóc về à? Đi lấy tối đủ bao đấy. À, tối là cả bên này nó đủ nó mới sắt mới lấy về đúng không? Vâng. Hôm nay còn phơi sâu thì hai cháu mình đi về xem là mấy anh em thợ là làm tới khúc nào rồi. Vậy như thế không đi đó, đi cái ông đi thì phải giá 100 cho họ đấy. À, lại lấy lại mất 100 à? Vâng. Thế là mình ủng hộ hay là như nào không? Mình không đi nó phạt nó lấy tiền nó. À. Thế là mình không đi được là người ta phạt tiền à? Vâng. Thế là hôm nay ông không đi được người ta phạt à? Thế đấy. À. Ở trên họ còn cao hơn nữa 200. À.
Thế là cái đấy là gọi là giúp đỡ nhau đúng không? Vâng. Gia đình nào không đi là phạt đúng không? Vâng. À, đấy là chắc là quy luật ở trong thôn là người ta đề ra rồi đúng không ạ? Những công việc này thì là có thể là đặt khoán cho mấy anh em thợ hết rồi cô bác. Đấy nhưng mà máy cho lực với lại ông thì xem là phụ giúp được cái gì thì sẽ phụ giúp. Ông hộ cô sách hứa ông nhé. Ông là gọi vợ chú Toán là gọi bằng gì? Ông là gọi vợ chú Toán là gọi bằng gì? Cháu. Bằng cháu thôi à? Đây phòng hiện tại là đang đi vào là xây phần nhà vệ sinh của bác. Ôi như kiểu vừa em vừa động phải cái gì sao anh ạ? Cái chỗ nền nhà của ông thì là đến buổi chiều tối thì có bóng cây kia nó có che được mát không anh? Tối mới che được cái này. Đến tối à? Nóng lắm giờ này. Vừa làm vừa phải lau mồ hôi. Cái thời tiết này là rất là oi anh nhỉ, thời tiết này. Mấy anh thợ thì là ai cũng đều là Tony rất là bình tĩnh. Nào. Trong lúc mà quá trình mà làm ấy thì sẽ có những câu nói mà trêu nhau một chút các bác nhé. Thì rất là mong là các bác sẽ không có để ý. Hay làm mà không có sự trêu nhau, không có nói chuyện thì là thế là một cái không khí mà làm rất là căng thẳng. Nhưng mà anh em vừa làm là vừa trêu nhau là công việc là vẫn ra công việc của bác nhé, trêu là vẫn ra trêu. Trêu nhau có tiếng cười nó lại vui hơn đúng không? Thế cái gạch này đến lúc mà thí dụ như là đến phần bây giờ là nó mà một nửa thì anh là cắt thế nào ấy? Cái này á? Vâng. Một nửa lấy máy cắt thôi chứ. Nửa lấy máy cắt à? Đúng rồi. Thế anh không dùng cái bay này để chặt làm đôi à? Không, vớ gạch lắm. À. Này thì hiện tại là mấy anh em thợ đang tận dụng những cái viên gạch các bác nhá, những cái viên gạch mà bị vỡ thì mấy anh em thợ sẽ tận dụng trước. Đây là thấy hôm nay là hoàn thiện là hai cái bức tường ở ra phía bên này với lại phía bên chủ toán à anh? Này chỉ xây lên tầm bao nhiêu phân thì là mình dừng? Cái này á? Vâng. Cái này anh lên nốt hàng này anh chạy đằng sau. Lên nốt hàng này xong lại lên đằng sau à? Đúng rồi. Tại vì là xây cao quá thì cũng sợ rằng là cái phần xi của nó chưa chắc này các bác này, thành ra là nó bị rất dễ là bị đổ tường. Tường 10 này không thể lên cao được đâu. Thế tường 20 thì mình lên được tầm độ bao nhiêu phân? Tường 20 thì mình lên thoải mái. Tường này tường 10 nó vừa không có cột nữa. Thời tiết mà ủng hộ như thế này thì là máy chóc là xong anh nhỉ? Vâng. Cần vứa thì bảo em nhé. Vâng. Em trộn vứa cho. Này lên được độ tầm là tầm 3 mét chắc là chỉ bị đổ với lên tô được anh nhỉ? Vâng. Chú Toán là hết vứa chưa chú? Vẫn còn à? Hôm nay là chú Toán với lại là anh Phòng là mỗi người một bên à? Thì mới biết là ai làm nhanh làm chậm nhỉ? Thế là gạch thì cũng lên đâu đó là ngang ngang nhau của bác ạ, để mà
hơn nhau thì cũng không có đến. Xây hơn mới sắp đi năm nhưng mà nó chắc là được. Rồi ơi. Ra. Rồi ơi. Vẫn phải làm mà phiếu hoặc là vài năm muốn ở park vài năm đi không? Anh như kiểu là vừa mới đi tắm về ấy nhỉ, áo nóng lắm. Thế là áo là như kiểu là ẩm hết rồi đấy, chảy hết mồ hôi ra. Mình biết là cái thời tiết này nó như nào rồi. Là hôm nay chắc độ tầm là 35 độ anh nhỉ? Anh không biết là bao nhiêu độ mà. Nóng luôn đúng không? Đây phần phía bên này này các bác này, với bên này thì hiện tại là có vẻ như là mưa nhiều quá nên là nước nó ngấm, nó chảy ra đây một chút bằng cái đầu đúa này. Phần bên chú Toán thì là khi mà chú xay lên chú ai cũng đều là giải những cái tấm bạc này ra hết. Đây, thứ nhất là để mà hứng vứa lại. Sau này là chỗ này là phải đào sâu vào, đào vào thêm. Cáp ạ, anh. Cáp ạ, ui. Thì mới chắc được. Dấm chân của anh Phòng ấy nhờ. Anh Phòng trước có đi bộ đội sao anh? Không. Thế là có đôi dép đấy. Vừa rồi đi đâu về đấy mày? Đấy, vừa đến nhà là không biết là chạy đi đâu chơi, thế là quần áo là lại lấm lem hết cả bùn rồi. Trẻ con này thì không thể mà nói được các bác. Mày lên lớp thì có quen bạn gái nào chưa? Hả? Thưa bác, ông chẩn được nhìn thấy là lặng lẽ qua bên này để mà để mà sắc cái thuốc đun cái thuốc mát gan này về đi để cho mấy anh em thợ là uống. Ông nó khó mà. Đây là anh, ông đang đun nước à ông? Vâng. Thưa bác, công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay là lên được là hai bên hàng gạch rồi, cũng tương đối là cũng khá là cao rồi cô bác. Thì ở cái video sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục là chia sẻ cái tiến độ mà làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi cho tất cả các bác cô chú anh chị là cùng biết. Và xem là cái ngôi nhà của anh em đội thợ của số lực làm thì có tốc độ thì có làm nhanh không các bác nhé.
Nhưng mà vượt tôi lúc nói của bác, nhưng mà nếu mà không có thời gian vừa rồi là không có mưa thì có thể là đến là bây giờ phần thô của nhà anh em đội nhà hai ông cháu thì đã hoàn thiện rồi. Và lời cuối cùng xin được gửi một lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Nem. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem với các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông. Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ui ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Các bác các chị thì chỉ là thuốc này để mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Cái các chỉ liên quan đến biến thì nhưng mà biết thì gửi đi cho các chỉ cấp em các chỉ dừng nữa thôi, không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chỉ các bác. Xin cảm ơn. Thank you.